Tôi là Phạm Phú Nam, xin được kính chào toàn thể quý vị. Kính thưa quý vị, sau lưng chúng tôi là quân cảng Alameda ở tiểu bang California. Và với bối cảnh sóng nước mênh mông, gió lộng cuồn cuộn, với những chiến hạm mang màu xanh của biển cả, lòng chúng tôi hết sức là bồi hồi xúc động nhớ về biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Trong ngày đó, có 43 chiếc chiến hạm trong tổng số 83 chiếc của hạm đội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã ra khơi, cùng tập trung xung quanh đảo Côn Sơn để chờ một mệnh lệnh cuối cùng. Một mệnh lệnh được ban ra, những chiếc chiến hạm Hải quân còn vượt biển được đã xếp theo đội hình, trực chỉ hướng Subic Bay, Philippines, mang theo hơn 30.000 đồng bào đi tìm tự do đến bến bờ an toàn. Chúng tôi rất hân hạnh được mời quý vị cùng vào chuyện chuyến hải hành cuối cùng sau đây. Sài Gòn những ngày đầu năm 1975 vẫn êm ả như không có chuyện gì xảy ra. Mọi người dân vẫn lo làm ăn buôn bán như thường lệ. Tổng thống Thiệu vẫn lo chuyện sửa đổi hiến pháp để tái tranh cử nhiệm kỳ 3. Đề đốc Lâm Nguyên Tánh, tân tư lệnh hải quân, vẫn đang cương quyết thực hiện chính sách buộc các sĩ quan ở quá lâu trên bờ phải xuống tàu để làm quen lại với sông nước theo đúng truyền thống hải quân. Và những người lính biển vẫn ra khơi rồi lại về bến gặp lại người yêu để sóng bước bên nhau sau bao nhiêu tháng dài xa cách. Dường như từ thư dân đến vị tổng thống, không ai biết giông tố sắp nổi lên. Vào đầu tháng 4 năm 1975, Đại sứ Hoa Kỳ Graham Martin đã cử Đại tá Harry Summers, tùy viên quân sự của tòa đại sứ, bay ra Hà Nội xác nhận Mỹ sẽ rút khỏi Việt Nam trước ngày 3 tháng 5 năm 1975 và yêu cầu Hà Nội tôn trọng những giao ước giữa Brezhnev, Kissinger và Lê Đức Thọ, không làm những hành động cản trở hay gây thiệt hại trong lúc người Mỹ di tản khỏi Việt Nam. Trong lúc đó, khi các quân đoàn 1 và 2 tái phối trí và lui quân, thì vai trò và trách nhiệm của hải quân tăng dần lên. Hàng loạt các chiến hạm được gửi ra miền Trung yểm trợ hải pháo cho chiến trường, chuyển quân tăng viện hoặc chuyển quân lưu binh. Tuy phải đối phó với sự hỗn loạn xảy ra trên bộ, nhưng các chiến hạm hải quân tăng phái vẫn thực hiện được mọi trách vụ yểm trợ cho các quân đoàn 1 và 2. Ngay cả Bộ Tổng Tham mưu cũng phải sử dụng các phương tiện truyền tin rất hữu hiệu của Hải quân để liên lạc với các đơn vị trên đất liền. Trong sông ngòi, các đơn vị Hải quân hành quân sông chạm địch rất mạnh, nhưng đã chặn đứng được các kế hoạch chuyển quân trên sông ngòi của địch khi địch đang cố tập trung lực lượng uy hiếp miền Tây trước khi tấn công Sài Gòn. Phó Đô đốc Trung Tấn Cang, tân tư lệnh Hải quân từ tháng 3 năm 75, đã lập tức cho thành lập lực lượng đặc nhiệm 99 để đối phó với tình hình đang diễn biến từng ngày và giao phó lực lượng 99 vào tay Hải quân Đại tá Lê Hữu Dõng, một vị chỉ huy dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Lực lượng này đó là cái thứ nhất đó, cái nhiệm vụ này đó là chỉ có nói miệng thôi. Thì mới nên cho biết là có thể là một cái đơn vị mà hậu vệ nặng để mà bảo vệ chính phủ rút về miền Tây. Cái khi mà cái tình thế xấu đó, cái thứ hai là bảo vệ cái an ninh thủy trình sông Sò Rạp và sông Vũng Tàu nếu mà cái hạm đội phải rời Sài Gòn ra biển. Cái thứ ba đó là để bảo vệ cái tư lệnh hải quân nếu có những cái chuyện mà lộn xộn mà như đảo chánh hay là có những cái đơn vị mà nó phản động, họ nghĩa là làm bậy đó. Và vào giữa tháng 4, Đề đốc Hoa Kỳ Holloway đến gặp Hải quân Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, tư lệnh hạm đội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng tôi ngồi bàn thảo, ông không hề nói tới chuyện mà mất nước hay là chấm dứt chiến tranh không kỳ cả. Ông chỉ nhắc lại cái vấn đề đó. Ông nói nếu giờ nào mà anh thấy rằng Hải quân Việt Nam không cần tới chiến hạm nữa,
thì anh nhớ lúc đó là mình trả lời, phải trả lời cho Hoa Kỳ. Cái đó ông có được, ông nhắc tôi cái đó. Cái thứ hai nữa là ông móc trong túi ra, lấy giấy viết, ông đây. Nếu trường hợp cần thiết mà anh có hạm đội, anh có đem tàu ra biển, thì đây là tần số, đây là danh hiệu, anh gọi cho tôi. Chúng tôi nhận xét thì coi như là cái tình trạng đã hết sức là vô vọng. Nhưng mà vì cái chức vụ của mình là tham mưu phó hành quân, cho nên chúng tôi vẫn phải tiếp tục điều hành các công việc để đưa các cái chiến hạm của mình đến những cái nơi mà người ta cần. Tức là đưa ra các vùng chiến thuật mà qua các cái vị tư lệnh vùng duyên hải của chúng tôi để cung cấp cho chiến trường trong tất cả cái vụ mà rút quân từ ngoài Bắc, từ ngoài cửa Việt qua tới Huế, Thuận An rồi vào đến Đà Nẵng rồi xuống đến Chu Lai, Cam Ranh, chúng tôi phải cung cấp tất cả những cái đó. Vào cuối tháng 4 năm 1975, tôi đang làm cho cơ quan thuế vụ tại Sài Gòn. Tôi biết được tình hình đất nước rất là nghiêm trọng. Qua các đài VOA hay là đài BBC cũng như trong nhóm bạn bè của chúng tôi, người bạn bè ngoại quốc họ cũng có nói với tôi rằng vì chồng tôi là sĩ quan hải quân thì tôi nên kiếm cách ra khỏi Sài Gòn trước tháng 4 năm 1975. Trong khi đó, chợ chiến hạm Lưu Phú Thọ HQ-229 vẫn còn đang thi hành công tác tuần dương ngoài khơi. Vào những ngày cuối tháng 4, chiến hạm của tôi được tăng phái cho Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 3 Duyên Hải ở Vũng Tàu. Nhiệm vụ của tôi vào thời điểm đó là tuần tiểu từ Phan Thiết dọc cho đến mũi Kỳ Vân. Ở tận cùng vùng lãnh hải Việt Nam, Hải quân Thiếu tá Nguyễn An Cường, chỉ huy trưởng căn cứ Hải quân Phú Quốc, cũng không biết làm gì khác hơn là chuẩn bị tinh thần cho những biến cố sắp tới. Lúc bây giờ thì ở vùng 4 thì chúng tôi có được 4 chiến hạm của hạm đội tăng phái. Sau khi mà Tổng thống Hương bàn giao cho Đại tướng Minh, thì bắt đầu là 9 giờ tối ngày hôm đó, 9 giờ tối ngày 29 đó, thì cái đài mẹ Việt Nam cũng ở trong cái trại tị nạn của chúng tôi, họ đã được các xe vận tải GMC của tiếp vận trở xuống bến tàu để đi ra tàu Mỹ ở bên ngoài. Quân nhân hải quân cũng như các quân binh chủng ở đồn trú ở An Thới cũng như đồng bào mà thấy đoàn xe chở đài mẹ Việt Nam đi xuống tàu đó thì một tâm trạng rất là hoang mang và nó không náo loạn đến cái độ mà mất trật tự. Nhưng mà quả thực tôi thấy một cái tình trạng rất là hỗn loạn. Tại Sài Gòn, trong những cái giờ phút cuối cùng thì cá nhân tôi lên họp ở trên Tổng tham mưu gần như là thường trực lên trên đó. Và chính các vị tướng lãnh ở trên tại Bộ Tổng tham mưu cũng hỏi chúng tôi rằng tình hình bây giờ ra sao và làm thế nào. Thì đấy cũng là cái lo, tất cả sự lo nghĩ ở trên đó cũng như dưới này. Hoàn toàn chúng tôi không có một cái lệnh nào rằng là chuẩn bị làm cái gì. Thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục thi hành cái nhiệm vụ giao phó cho chúng tôi là vẫn tuần tiễu, không cho cái sự xâm nhập và cái sự tiếp tế của Cộng sản. Và đồng thời đó là phải cung cấp tối đa các phương tiện rút quân, rút dân từ ngoài Trung vào về trong Nam. Chưa 28 tây thì tôi có gặp ba tôi, thì tôi hỏi ba tôi là giờ ba tính thế nào. Thì tôi nói chuyện với ba má tôi thì họ hình như là họ không muốn đi. Tôi mới nói ba, nói nếu trường hợp mà ba má không đi thì con đi cũng đâu có ích lợi gì. Thành ra cuối tháng 4 1975, Hải quân Đại tá Nguyễn Xuân Sơn ra một công lệnh. Tôi có ký một cái quyết định, một cái công điện gửi cho các chiến hạm. Chúng tôi nói rằng chúng tôi cho phép, với tư cách là tư lệnh hạm đội, tôi cho phép gia đình của sĩ quan và đoàn viên được phép đi theo chiến hạm công tác. Là tại vì tôi nghĩ rằng cái vấn đề tinh thần của anh em lính tráng sĩ quan ở trên tàu nó là tối quan trọng trong lúc bây giờ, sau khi tôi nhìn thấy những cái sự tan rã ngoài miền Trung. Vài ngày trước biến cố 30 tháng 4 75, Bộ Tư lệnh Hạm đội có công bố một kế hoạch di tản chiến thuật cho toàn thể các chiến hạm hải quân còn khiển dụng ra đảo Côn Sơn. Trong trường hợp khẩn cấp,
để bảo toàn lực lượng chiến đấu hải quân. Ấn bản đề ngày 29 tháng 4 1975 của Nhật báo Chính luận phát hành như thường lệ. Và trên mặt báo không có dấu hiệu nào cho biết đây là ấn bản cuối cùng và ngày mai Sài Gòn sẽ sụp đổ. Thông cáo ngày 29 tháng 4 1975 của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Ngày 28 tháng 4 1975, Tổng thống Dương Văn Minh đã yêu cầu sứ quán Mỹ đóng cửa cơ quan tùy viên quân sự Hoa Kỳ DAO và rút tất cả nhân viên khỏi Việt Nam trong 24 giờ đồng hồ kể từ ngày 29 tháng 4 1975. Chiến dịch gió cuốn Frequent Wind của Hoa Kỳ bắt đầu. The scenes of panic and chaos were repeated at the U.S. Embassy, where helicopters were landing and taking off from inside the grounds. U.S. Marines, flown in to protect the evacuation, struggled to control the thousands of terrified civilians fighting for a place. Trong ngày 29 tháng 4, Thiếu tá Richard Armitage, tên Việt là Thiếu tá Phú, một cố vấn của Hải quân, nay là đại diện của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, đến gặp Đại tá Đỗ Kiểm, tham mưu phó hành quân Bộ Tư lệnh Hải quân, bàn thảo kế hoạch đưa tất cả các chiến hạm Hải quân rời khỏi Sài Gòn ngay trong đêm nay. Tôi nói với Đại tá Kiểm và một nhân viên cao cấp khác của Hải quân Việt Nam rằng thay vì đi vào ngày 3 hay 4 tháng 5 như đã dự định, chúng ta phải thi hành kế hoạch di tản ngay tối nay. Thấy tôi có trình với ông tướng Ngang, thì Trung tướng Đô đốc Cang rất là thông hiểu một cái tình trạng. Và tôi cũng trình rằng là đây là cái cơ hội ngàn năm một thuở cho Hải quân Việt Nam thoát được cái cảnh mà bị cầm tù, bắt bớ. Và tôi cũng có trình với ông rằng đây cũng là cái cơ hội mà mình có thể giúp các anh em binh sĩ của mình, gia đình của mình và dân chúng của mình đi ra khỏi cái ngục tù này tối đa. Trong khi đó, hàng trăm ngàn người dân không có phương tiện chạy giặc, bèn túa chạy ra bến Bạch Đằng, tràn vào các thương thuyền và các chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng hòa còn đang đậu trên bến cảng. Thủ đô Sài Gòn thanh bình trật tự hôm nào nay đã thật sự hỗn loạn. Mọi người dân đều tìm cách trốn chạy quân Cộng sản sắp đến. Tổng thống Dương Văn Minh có một cuộc điện đàm với vị tư lệnh Hải quân. Sau đó, Phó Đề đốc Diệp Quang Thủy, tham mưu trưởng Hải quân, lên gặp Tổng thống Dương Văn Minh. Bữa đó, trước cái cuộc điện đàm giữa ông với ông tư lệnh Hải quân, lúc đó là ông Đô đốc Trung Tấn Cang á. Sau khi điện đàm với ông Hải Trung Minh, thì lúc Cang có nói với tôi là thôi anh lên anh... thay mặt tôi lên anh gặp ông đại tướng, hai người nói chuyện với nhau trong đó thì tôi không có nghe. Thì có lẽ là ông Đốc Cang mời ông đại tướng Minh đi chung với cái đoàn tàu rời khỏi Sài Gòn đó. Bởi vì lúc đó là chỉ sợ giờ phút chót tụi Việt Cộng nó bế cái sông đoàn tàu thì hải quân không có ra được. Đó, thì tôi nghĩ là ông Đốc Cang có đề nghị là dẫn đoàn tàu ra khỏi Sài Gòn trước khi tụi nó làm cái gì. Thì tôi lên tôi gặp ông đại tướng Minh. Đại tướng Minh nói là tôi mới chuyển cái lời mời ông Đô đốc Cang đến đại tướng Minh là xuống đi chung với đoàn tàu ra khỏi Sài Gòn trước khi Việt Cộng nó bế cái sông Lòng Tàu. Thì lúc đó theo tôi nghĩ thì chỉ có cái phương tiện hải quân là rời khỏi Sài Gòn và phương tiện của tàu bè thôi. Thì tôi chuyển lời mời ông Minh, thì ông Minh ông mới nói tôi là cấp lãnh đạo, nó chết thì chết một lần thôi. Tôi thì sẵn đây cho tôi gửi một vài người ở trong gia đình tôi, tháp tùng xe jeep của anh đi về hải quân. Đi cho tôi thì tôi không đi được, cách lãnh đạo tôi không thể rời bỏ đất nước trong lúc này. Đó là lời khuyên. Hải quân đại tá Nguyễn Xuân Sơn ghé qua mời đề đốc Trần Văn Trơn, cựu tư lệnh hải quân cùng ra đi. Là đến ngày cuối cùng, khi mà tình hình ở Sài Gòn nó rất là sôi động rồi, nó sôi động quá rồi. Thì buổi chiều hôm đó, ở Bộ Tư lệnh Hải quân, ông Đô Đốc Cang quyết định
quyết định đi. Thì trước khi đi đó, tôi có chạy lên nhà của ông Đô Đốc Trân. Tôi mới mời ông Đô Đốc Trân đi. Có lẽ tôi trình bày cho Đô Đốc Trân cái tình hình nó như vậy, nó không có sáng sủa đâu. Bây giờ chúng tôi dự định đi, thì mời Đô Đốc Trân đi với chúng tôi. Trong cái biến cố 30 tháng 4 năm 75 đó, tại sao bác không ra đi? Là vì lúc đó mình nghĩ rằng nếu còn nước còn tát vậy. Tàu tôi kế bên, tôi muốn xuống tôi đi. Con tôi là chỉ huy một chiếc hàm. Tôi muốn đi tôi xuống giờ nào tôi đi. Và ngoài ra thì còn bên đây thì họ sẵn sàng họ tiếp tôi. Tôi bạn bè bên Mỹ thì họ có sẵn máy bay cho tôi đi, tôi không đi. Đâu phải tất cả mà người mà muốn ta đi đâu. Nó còn những cái người có tinh thần gì quốc gia thì nó còn nằm ở trong. Thì mình cũng tìm phương pháp nào nếu có cơ hội nữa thì làm lại cũng ở làm chứ. Tôi không đi. Ở ngoài khơi, chợ chiến hạm Lưu Phú Thọ HQ-229 nghe được bằng bạch văn công lệnh cuối cùng của Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào, Tư lệnh Hải quân vùng 3 Duyên Hải. Tôi nhận được lệnh trực tiếp từ Phó Đề Đốc Vũ Đình Đào là Tư lệnh Hải quân vùng 3 Duyên Hải tuyên bố kể từ giờ phút này các chiến hạm trực thuộc vùng 3 Duyên Hải được tự do vận chuyển. Tôi cũng như tất cả nhân viên chiến hạm rất là hoang mang. Tôi đã tập họp nhân viên lại và tôi nói giờ phút này chúng ta không còn lệnh lạc gì nữa và các anh em cũng như tôi đều còn kẹt gia đình ở Sài Gòn. Thì chúng ta về Sài Gòn để mà có thể cứu được gia đình vào những giờ phút lâm nguy này. Thì tất cả anh em đều đồng ý và tôi cho lệnh chiến hạm trực chỉ về Sài Gòn. Khoảng chừng 5 giờ mà tới khoảng chừng 9 giờ tối thì cái người lúc đầu thì người ta cứ ồ ạt mà tràn lên, hơi khó kiểm soát. Nhưng mà dần dần đi cũng bớt đi, tại vì lúc đó số người cũng đã giảm bớt rồi và lúc đó cũng đã khuya rồi. Thành ra người nào vô được đã vô, người nào không được cũng đã về rồi. Thành ra tôi phỏng định lúc đó cũng khoảng chừng hơn 3.000 người trên tàu tôi. Trước khi khách bến là tôi có tập hợp tất cả nhân viên lại và cho biết rằng là chúng ta sẽ rời xứ để mà đi ra ngoài tập trung chiến hạm tại Côn Sơn. Thì anh em đó, người nào muốn đi theo chiến hạm thì đi, người nào không muốn thì kể như giải tán tại Sài Gòn. Và vào những ngày cuối tháng 4 năm 75, tuần dương hạm Ngô Quyền HQ-17 đang đi công tác tuần dương trong vùng quần đảo Trường Sa. Nhận được lệnh di tản muộn màng, chiến hạm quay về đến cửa biển Vũng Tàu vào đêm 29 tháng 4 khi toàn hạm đội từ Sài Gòn đang ra khơi. Hạm trưởng Hải quân Trung tá Trương Hữu Quýnh đã hội ý thủy thủ đoàn 187 người. 100 người muốn quay về vì đã ra đi công tác quá lâu, biệt tin cha mẹ vợ con, không biết trong hoàn cảnh nước mất nhà tan này sẽ ra sao. 87 người còn lại quyết định ra đi cùng hạm đội. Tuy nhiên, tất cả mọi nhân viên trên chiếc HQ-17 dù rất đau lòng trong cảnh chia lìa thân nhân, vẫn làm việc cật lực, chạy đi chạy lại cứu vớt chiến hữu và đồng bào đang vùng thoát ra biển. HQ-17 đã vớt được gần 1.500 người trong đêm 29 và sáng 30 tháng 4, 1975. Chúng tôi cũng nghĩ tới vấn đề mà mình phải di tản đơn vị của mình, cũng như gia đình của mình. Thì tôi và các anh em nhân viên của căn cứ Hải quân Phú Quốc, chúng tôi đã đi xuống cái tàu HQ-331. Một lệnh từ Bộ Tư lệnh Hải quân phát ra yêu cầu các chiến hạm Hải quân phải quay về, nếu không là mang tội phản quốc. Trung tá Lê Như Linh lúc đó là sĩ quan trực Bộ Tư lệnh Hải quân đã kêu gọi tất cả các chiến hạm phải quay về. Các anh ra đi như vậy là có tội với Tổ quốc. Thì đồng thời tôi lại nghe được một cái tiếng đối đáp lại từ một vị hạm trưởng là đàn anh của tôi, đó là Niên trưởng Phạm Đình San, hạm trưởng HQ-11. Ông ấy trả lời với vị sĩ quan trực là Tư lệnh Hải quân đã ra rồi, đi rồi. Do đó, chúng tôi sẽ tiếp tục ra đi. Chúng tôi sẽ không ở lại để khỏi bị nhuộm đỏ từ thể xác lẫn tinh thần.
10 giờ sáng qua làn sóng radio của Đài Phát thanh Sài Gòn, Tổng thống Dương Văn Minh đích thân đọc lời tuyên bố ngưng bắn và chấp nhận bàn giao chính quyền. Đường lối, chủ trương của chúng tôi là hòa giải và hòa hợp dân tộc để cứu sinh mạng đồng bào. Tôi tin tưởng sâu xa vào sự hòa giải giữa người Việt Nam để khỏi xí phạm xương máu người Việt Nam. Vì lẽ đó, tôi yêu cầu tất cả các anh em chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa hãy bình tĩnh, ngưng nổ súng và ở đâu ở đó. Chúng tôi cũng yêu cầu anh em chiến sĩ chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam ngưng nổ súng vì chúng tôi ở đây chờ gặp chính phủ cách mạng lâm thời Cộng Hòa miền Nam Việt Nam để cùng nhau thảo luận về lễ bàn giao chính quyền trong vòng trật tự và tránh sự đổ máu vô ích của đồng bào. Riêng Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, các vị tư lệnh và chỉ huy quyết không đầu hàng, và tất cả những chiến hạm nào còn chạy được đều ra khơi, tập trung ngoài đảo Côn Sơn chờ một mệnh lệnh cuối cùng. Thưa bác, thưa với lúc đó là bác đang là tham mưu trưởng Hải quân, thì cái quyết định của Hải quân lúc đó là gì thưa bác? Có đầu hàng không? Không, Hải quân không bao giờ quyết định đầu hàng. Nếu mà bác đang cầm quân, bác có đầu hàng không? Không đâu. Miền cái vùng 4 quân đội còn đó mà, cả một cái vùng 4 tướng Nam còn ở dưới mà. Tất cả đơn vị còn yêu quý, không có gì trọi. Thì chính phủ lúc đó cũng có ý nghĩ mình rút về rồi. Tức là nếu mà bác còn làm tư lệnh Hải quân, bác sẽ không có đầu hàng? Không, đâu có đầu hàng. Mà lúc đó ông Hải quân đâu có đầu hàng. Chẳng bao lâu sau, các chiến xa của quân Cộng sản tràn vào Dinh Độc Lập. Tổng thống Dương Văn Minh bị buộc phải tuyên bố đầu hàng. Cho tới 10 giờ sáng ngày 30, thì chúng tôi nghe được lệnh buông súng đầu hàng của Đại tướng Dương Văn Minh. Thì khi nghe cái tin đó, cả một đơn vị phải nói là họ rất là bàng hoàng và xúc động. Tâm trạng chúng tôi nghĩa là đau khổ tuyệt cùng. Mà riêng tôi cảm thấy là tôi không hiểu về cái lý do nào mà quân lực miền Nam phải đầu hàng. Tôi tên là Nguyễn Văn Thiện, cấp bậc và chức vụ cuối cùng Hải quân Đại tá, tư lệnh Hải quân vùng 4 Duyên Hải, kiêm đặc khu trưởng đặc khu Phú Quốc. Vào những ngày cuối tháng 4, Bộ Tư lệnh vùng 4 Duyên Hải không có nhận được chỉ thị nào rõ ràng phải làm gì từ Bộ Tư lệnh Hải quân. Tôi có liên lạc với Phó Đồn đốc Diệp Quang Thủy, tham mưu trưởng Hải quân trong những ngày 27-28, nhưng không có lệnh gì đặc biệt cho chúng tôi. Qua ngày 29 thì chúng tôi mất liên lạc hoàn toàn với Bộ Tư lệnh Hải quân. Thì cái tâm trạng của tôi lúc đó thì anh cũng biết rồi, là rất là hoang mang. Vợ yếu con thơ, không có biết đi đâu. Đi ra ngoài biển chỉ biết ra vậy thôi, chiến hạm được lệnh là tập trung tại Côn Sơn thì chỉ biết ra Côn Sơn, nhưng mà không biết là sẽ đi chung để thất hạm đội, cũng như không biết định cư tại cái chỗ nào, thì rất là hoang mang anh. Và đồng thời thì lúc mà ra tới ngoài cửa đó, thì ghe trong các Phước Tỉnh hoặc là Long Hải nó tung ra rất nhiều, thì không có chỉ thị hết tất cả, nhưng mà tôi thấy tội quá. Thấy tội, nhiều chiếc ghe nó chở khoảng 100-200 người trên ghe, rồi có những chiếc ghe chở có 2-3 người thôi, mà con nít rất là nhiều. Thành ra tôi cũng không được phép, nhưng tôi cũng vớt anh. Tôi vớt lên tổng cộng tất cả khoảng 500 người trên chiến hạm. Sáng ngày 30 tháng 4, trong lúc Tổng thống Dương Văn Minh lên radio tuyên bố đầu hàng, thì chiếc tàu HQ-502 của Hải quân Trung tá Nguyễn Văn Tánh đang nằm bất động trên dòng sông Xoài Rạp. Rời bến Sài Gòn từ đêm 29, con tàu mang hơn 5.000 đồng bào chạy loạn. Vừa chạy ra khỏi Nhà Bè thì tàu bị chết cả hai máy, không tiếp tục chạy đi đâu được. Thủy thủ đoàn chỉ còn 9 nhân viên trong cấp số cần có là 110 nhân viên cơ hữu đang cố gắng tận sức tận lực sửa chữa máy móc. Con tàu to lớn chứa đầy ắp người là người,
vì máy tàu không nổ, làm máy bơm nước bị liệt, khiến cho 29 nhà vệ sinh ứ nghẹt nặng mùi xú uế. Nhân viên cơ hữu phải kêu gọi đồng đội hải quân trên tàu tiếp tay thêm sức. Chiếc HQ-502 có danh hiệu chính thức là Dương Vận Hạm Thị Nại cố lết ra khơi, được một chiến hạm Hoa Kỳ tiếp viện cho thức ăn, nước uống, rồi được Bộ Tư lệnh Hải quân nổi phái một chiến hạm khác đến trợ giúp kéo đi. Sau đó, HQ-502 nhập vào đoàn tàu của Hải quân Việt Nam đang tập trung tại Côn Sơn để cùng thực hiện chuyến hải hành cuối cùng. Sáng ngày 30 tháng 4 1975, một cảnh tượng bi hùng tráng xuất hiện trên vùng biển đảo Côn Sơn. Lần đầu tiên trong cuộc chiến, có đến 39 chiếc chiến hạm của hạm đội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tập trung ở một chỗ. Đây là một cảnh gọi có thể gọi là bi hùng thì đúng hơn. Bởi vì chưa bao giờ chúng tôi có tập hợp được gần trên 39 hạm của Hải quân đông như vậy. Sau đó, toàn hạm đội đã biết có một bộ tư lệnh nổi nằm trên chiếc tuần dương hạm Trần Nhật Duật HQ-3 với Phó Đô đốc Trung Tấn Cang tư lệnh Hải quân, Phó Đề đốc Diệp Quang Thủy tham mưu trưởng và các Phó Đề đốc Đinh Mạnh Hùng, Đặng Cao Thăng, Hoàng Cơ Minh hiện diện. Chúng tôi bây giờ chỉ còn biết theo lệnh của hạm đội. Tình hình trên nhiều chiến hạm căng thẳng vì đa số thủy thủ đoàn không có thân nhân vợ con cùng đi. Thật sự đã tất cả những nhân viên cơ hữu trên tàu, tất cả những sĩ quan và tất cả những thủy thủ trên tàu không có một người nào, hầu hết là không có một người nào có một thân nhân không có thân nhân đi theo cả. Chỉ riêng hạm trưởng và hạm phó mà thôi. Đó cũng là một lý do mà ông hạm trưởng của tôi ông quyết định ở lại. Thì ông nhìn thấy là tất cả những nhân viên cơ hữu, người nào mặt mà cũng lơ láo, không thân nhân, không biết thủ gì cả. Một số lớn thủy thủ đoàn đòi tàu phải quay về. Họ được sắp xếp lên một chiếc tàu dầu để quay về Sài Gòn. Và khi 475 bắt đầu tách ra khỏi bộ 801 để mà đi về thì tôi thấy có hai sĩ quan của HQ-801 là Trung úy Trần Văn Phước và Trung úy Nguyễn Thành Nhân xách vali nhảy theo. Đó là hai người cuối cùng rời HQ-801. Thì tôi gặp cái bà là một bà già người Bắc. Bà ôm tôi mà khóc nức nở, khóc làm như là người thân chết vậy. Thì bà nói là cậu đừng có về. Cậu không, tôi biết cậu là dân người Nam, cậu không sống chung với Bắc, nhưng mà tôi biết tụi nó rõ lắm, cậu về chỉ có chết là thôi. Thì vào khoảng 5 giờ chiều ngày 1 tháng 5 thì chúng tôi về tới Vũng Tàu. Và ông bá ra lệnh đánh đèn vô trong bờ để xin tiếp nhận. Thì cái câu đầu tiên của Dư Cộng đó, nó nói như thế này: thằng Thiệu, bọn thằng Thiệu, thằng Khiêm, thằng Kỳ đã chạy hết rồi. Tôi biết các anh không còn đường nào để đi hết, thành ra các anh phải quay trở về với nhân dân và cách mạng thôi. Thì mình nghe câu nói đó, mình thấy, mình biết mình trở về là một sự lầm lẫn. Bởi vì bây giờ cái số phận của chúng tôi nó như là con cá nằm ở trên thớt.
Bộ Tư lệnh Nổi đảm nhận trọng trách tổ chức cuộc di tản trong trật tự, giải quyết sự đòi hỏi của một số khá đông thủy thủ đoàn trên các chiến hạm đòi trở về, làm việc phối hợp với hạm đội Hoa Kỳ qua đại diện của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Thiếu tá Richard Armitage, điều hành việc tiếp tế lương thực cho các chiến hạm có nhu cầu, giải quyết những ý kiến và nhu cầu dị biệt, và hoạch định hải trình, sắp xếp đội hình chiến hạm di tản. Đây là một công tác khó khăn rất nhạy cảm trong cảnh hoảng loạn, hỗn quân, hỗn quan. Hải quân Hoa Kỳ đã chỉ định nhiều chiến hạm, trong đó có khu trục hạm USS Kurt 1087 làm công tác hỗ trợ đoàn tàu Việt Nam cho tiếp tế lương thực và thuốc men. Lúc tôi đang ngồi bên dưới này, tôi nghe tiếng xôn xao, tôi chạy ra thì tôi thấy tàu Mỹ đang cặp lại và họ tiếp tế sữa này, trái cây, rồi thêm lương thực, nhất là rất là nhiều trái cây để cho tàu bên này. Thì để thắt họ đội, họ có yểm trợ thực phẩm cho chúng tôi. Trong cùng một thời điểm, bốn chiến hạm từ Phú Quốc ra đi tìm đường đến Singapore. Ngoài các đơn vị của quân đội, tức là hải quân hoặc là đơn vị địa phương quân, được các đơn vị hành chính của đặc khu Phú Quốc, thì chúng tôi cũng có chở một số dân. Thì cái đoàn tàu 4 chiếc đó chở cũng khoảng độ gần 1.500 người, kể cả các thủy thủ đoàn. Rồi sáng ngày mùng 1 mới khởi hành đi về Mã Lai, tức là Singapore. Đoàn tàu hải quân còn lại hơn 30 chiếc trên đường ra đi. Và nhìn thấy những người có đầy đủ gia đình thì họ rất là hạnh phúc. Không biết là như nào, ít ra họ có gia đình trong tay để trên cái chuyến hải hành chưa biết đi về đâu. Nhưng mà riêng những người tâm trạng như tôi, không có gia đình đi theo. Và tâm trạng rất là đau khổ, đau buồn. Bởi vì mình đi như vậy, tức là vĩnh viễn ra đi, không biết bao giờ trở lại. Thì thật sự ra, chính tôi khi tới Côn Sơn, tôi cũng muốn quay trở lại. Tôi không muốn nhập đoàn tàu ra đi nữa. Thì không phải riêng tôi, mà lúc đó có một anh bạn của tôi nữa, cũng hạm trưởng chiếc 231 là Nguyễn Văn Phước, cũng muốn trở về. Thì ngay lúc đó Đô Đốc Minh đã lên đài chỉ huy, ông ấy lên hệ thống âm thoại, ông ấy nói khuyên chúng tôi, các toa đừng nên về bây giờ, hỗn quân hỗn quan, các toa về là nguy hiểm cho tính mạng lắm. Thôi, cứ theo đoàn tàu, khi tới Subic B thì mà sẽ nhờ Hội Hồng Thập Tự can thiệp, thì lúc đó các anh nếu có quay trở về danh chính ngôn thuận thì họ sẽ không có thể làm nguy hại đến tính mạng. Do đó chúng tôi tiếp tục ra đi cùng hạm đội. Thủy thủ đoàn trên các chiến hạm dù mang một tâm trạng hết sức đau khổ vì thân nhân bị ly tán, vẫn chấp nhận hy sinh làm việc tận tụy để con tàu có thể lướt sóng và chăm sóc cho đồng bào. Các ẩm thực vụ phải nấu cơm ngày đêm, lúc nào cũng có người xếp hàng chờ phần cơm. Thành ra tụi tôi phải lập thêm một cái nhà bếp tạm thời trên tàu. Thì cái nhà bếp này hầu như là nó hoạt động 24/24. Riêng chiếc tàu tôi đi á, thì tôi thấy rằng là trên tàu như vậy có khoảng cũng gần 500 người. Kể cả cái thủy thủ đoàn. Thủy thủ đoàn thì có độ 60-70 thôi. Nhưng mà dân chúng và các quân nhân, các đơn vị bạn hải quân thì cũng phải gần tới 500. Mà cái phương tiện của tàu rất là nhỏ hẹp. Thứ nhất là vấn đề vệ sinh, nó là vấn đề nhỏ nhất. Rồi vấn đề nước uống cho gần 500 người. Rồi vấn đề ăn hàng ngày. Đó là cả một cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng hạm trưởng phải điên đầu. Thì thứ nhất tôi thấy các thủy thủ đoàn của chiến hạm đó, họ phải làm thêm những cái cầu bằng gỗ bắc ra ngoài cái phạm vi của chiến hạm để cho đồng bào đi vệ sinh hoặc là có chỗ tắm. Rồi vấn đề nước hạn chế mỗi một ngày. Nước sôi đó thì chỉ những gia đình nào có con nhỏ mà cần uống sữa mới được phát chừng độ 1 lít một ngày. Tức là buổi sáng một lần nước phải đun sôi rồi phát cho đồng bào. Rồi buổi chiều lại một lần đun. Còn bữa cơm phải nói là một ngày chỉ kịp nấu được một bữa thôi. Tức là trên cái bếp của một cái chiến hạm nhỏ như vậy phải nấu cơm để cho gần 500 người ăn là cả một vấn đề. Mà tôi thấy là cái anh em thủy thủ đoàn đã làm việc ngày đêm
cơm buổi trưa ngày mai phải nấu từ chiều ngày hôm nay. Tức là nấu hết nồi này lại bắt nồi khác, chứ không có cái nồi lớn mà hơn được nữa. Thế thành ra tôi, vấn đề thứ nhất nước, vấn đề ăn, vấn đề vệ sinh, chiến hạm đã giải quyết bằng những cái sáng kiến của mình. Rất khó khăn, rất thiếu thốn, nhưng thủy thủ đoàn các chiến hạm đã giữ vững được trật tự, tránh được mọi tình huống kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu, tránh được cảnh cướp giật công khai và tránh được tệ nạn hãm hiếp đàn bà con gái thường xảy ra trong những tình huống như thế này. Không hề có một sự rối loạn nghiêm trọng nào. Thì nhiệm vụ của tôi là chỉ đi là coi kiểm soát trật tự thôi, thì với lại yêu cầu mọi người họ giữ trật tự. Nhờ biển êm gió lặng, đoàn tàu lướt sóng nhẹ nhàng và hết sức chậm rãi để mọi con tàu yếu nhất không bị bỏ rơi đằng sau và để có thể yểm trợ lẫn nhau khi cần thiết. Đoàn tàu của tôi đi ngày mùng 5 mới rời Singapore để đi Subic Bay. Thành ra 4 chiếc đi rất là độc lập thôi, không có liên lạc được với hạm đội. Nhưng mà trong đoàn tàu 4 chiếc đi đó, thì cái chiếc tàu của tôi là chiếc 331, nó bị hư máy tới 50%. Thành ra cái chiếc 330 nó phải kéo bằng dây. Thành ra đoàn tàu đi rất là khó khăn và với vận tốc khoảng chừng 3-4 mai một giờ thôi. Thì đi được gần một ngày tới khuya, ngày mùng 5, dạng ngày mùng 6 đó. Thì tự nhiên chúng tôi mất liên lạc với cái chiếc HQ-602 do ông hạm trưởng Ngô Minh Dương điều khiển cái chiến hạm đó. Thì đoàn tàu có dừng lại và cái chiếc 230 đó có quay lại để kiếm. Nhưng mà sau 4 tiếng mà tìm kiếm không có gặp được, không kiếm ra được, không liên lạc được. Tức là cái chiếc 602 đã hoàn toàn yên lặng vô tuyến. Và họ và sau này thì biết là họ đã rời đoàn để đi về Sài Gòn. Khi lúc mà đoàn tàu đi ngang Côn Sơn. Đến ngày 6 tháng 5 1975, đoàn tàu đã đến lãnh hải của Philippines. Một vấn đề ngoại giao quốc tế xảy ra. Quốc gia Philippines vừa mới công nhận thể chế mới tại Việt Nam nên không thể tiếp nhận đoàn tàu chiến mang cờ Việt Nam Cộng Hòa. Một giải pháp được chấp nhận là đoàn tàu phải mang cờ Mỹ và trước khi cập bến phải vứt bỏ hết mọi đạn dược xuống biển. Thế là các chiến hạm phải vận dụng mọi thanh niên trên tàu vứt đi hết một số lượng đạn dược lớn lao và nặng nề suốt cả buổi chiều và đêm mùng 6 rạng sáng mùng 7 tháng 5. Anh Cơ xuống nói với tôi là mình sắp đến Subic Bay rồi. Ông hạm trưởng ông có nói với mọi người, ông yêu cầu ông trưng dụng tất cả các thanh niên trai tráng ở nào trên tàu là phải vứt hết tất cả những đạn dược ở trên tàu. Thì giống nguyên một cái buổi chiều tối hôm đó cho đến cả hơn nửa đêm, tôi nhớ là cái tàu nó rộn rịp như là cái chợ, bao nhiêu là thanh niên họ vừa hô, họ vừa hò, vừa hét, họ vừa kéo, họ khiêng những cái đầu đạn to thật là to vứt xuống biển, bao nhiêu tiếng đồng hồ vứt mãi mà không hết. Sáng ra tất cả các chiến hạm đồng hẹn làm lễ hạ kỳ cùng một lúc. Sáng mùng 7 tháng 5 thì đoàn tàu đã ở ngoài khơi của Philippines để chuẩn bị vào Subic. Nhưng mà vì những cái sự mà ngoại giao không thuận lợi cho Philippines vào lúc đó, cho nên không được phép, chiến hạm không được phép vào vội. Chúng tôi chờ lệnh. Thì sau cùng chúng tôi được cái lệnh là mỗi một chiến hạm cả Hải quân Việt Nam sẽ tiếp nhận một thủy thủ đoàn nhỏ của Mỹ. Riêng chiến hạm của tôi thì một chút tôi thấy một cái hô bo của Mỹ trở ra, bên đó có một ông trung úy Mỹ và 3-4 đoàn viên của Mỹ. Họ lên gặp tôi trên đài chỉ huy, họ chào tôi và đưa tôi một lá thư của Bộ Tư lệnh Hải quân Thái Bình Dương gửi. Thì tôi mở ra thì tôi chỉ nhận được một cái đại khái, họ nói là yêu cầu quý vị cứ tiếp tục điều khiển chiến hạm này bằng thủy thủ của quý vị. Nhưng khi mà được lệnh vào Subic thì các cờ Việt Nam phải được kéo xuống, các tên tàu của quý vị, tên Việt Nam, ví dụ như tàu tôi Lưu Phú Thọ phía đằng sau lái, họ sẽ sơn quét che đi.
12 giờ trưa ngày mùng 7 tháng 5, một buổi lễ hạ kỳ rất trang nghiêm đồng loạt thực hiện tại trên 30 chiến hạm, hơn 30 chiến hạm của Hải quân Việt Nam Cộng hòa tại ngoài khơi. Đây là buổi, tôi nghĩ là buổi chào quốc kỳ cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa sau khi Sài Gòn đã thất thủ được một tuần lễ. Và hai thủy thủ của tôi mới lên cái cột cờ, nó bắt đầu kéo cờ xuống. Thì lúc đó 12 giờ, tôi không biết là những chiếc tàu khác như thế nào, nhưng mà trên chiếc tàu khác kêu tàu là một. Khi mà tôi đứng trên chiếc cột cờ nhìn xuống, tôi thấy mọi người đều ca bắn quốc ca. Mặc dù đấy là hạ kỳ chứ không phải là thượng kỳ, nhưng mà họ ca mà họ khóc. Đa số đều đổ lệ cả. Thật sự họ đứng đó mà họ tôi không biết họ có cảm giác gì không, nhưng mà thật sự ra mình thấy mình lúc đó cũng sống cũng vô nghĩa thật. Nó cảm động, nó đầy nước mắt. Tất cả mọi sĩ quan, mọi binh chủng có trên tàu, họ đều mặc cái người nào có quân phục họ mặc hết. Xong rồi nhiều nhất là các sĩ quan hải quân đó. Thì sau khi làm lễ hạ kỳ xong đó, ai cũng khóc. Tất cả những ông lính hải quân, không quân có mặt trên tàu, họ vứt mũ như là bướm bướm vứt xuống dưới biển, những cái mũ chơi lềnh bềnh trên mặt biển. Rồi đàn bà con gái thì khóc, tiếng khóc cứ nức na nức nở khóc, ai cũng buồn, ai cũng khóc, mắt đỏ sưng cả lên, đàn ông đàn bà thì khóc hết, nó buồn vô cùng. Khi đoàn tàu bắt đầu đến Subic Bay thì có lẽ đoàn tàu tới sau, thành ra mọi cái thủ tục đó đã được Hải quân Hoa Kỳ cũng như của bên căn cứ Hải quân Hoa Kỳ ở Subic Bay họ đã chuẩn bị sẵn. Cũng vào 12 giờ trưa ngày 21 làm cái lễ hạ cờ Việt Nam và kéo cờ Hoa Kỳ lên mới được vào bến. Thì cái phút giây đó tất cả mọi diễn biến, tất cả mọi người quá giang đều hiện diện trên cái sân sau của tàu, tức là trên boong tàu, để tham dự cái lễ hạ quốc kỳ Việt Nam Cộng hòa xuống. Thì đây là một cái lúc, cái phút mà tôi thấy tất cả mọi người lặng lẽ chào cờ, hát bài quốc ca chào cờ mà nước mắt ròng ròng. Phải nói đây là một buổi chào quốc kỳ rất là đau buồn. Thì buổi hạ kỳ đó diễn ra thật là bi hùng, và gần 32 chiếc lá quốc kỳ tại trên 32 chiến hạm được hạ xuống vào lúc 12 giờ trưa ngày mùng 7 tháng 5. Và cái kỷ niệm đau buồn đó vẫn trong tôi cho tới tận ngày hôm nay. Cái cảm xúc đó cho tới ngày hôm nay, mỗi lần nhắc lại tôi đều cảm thấy nó bồi hồi và rất là xúc động. Buồn cho đất nước, buồn cho cái thân phận của cả một miền Nam. Bao nhiêu nỗ lực xây dựng, bao nhiêu công trình, chỉ trong một phút bỗng dưng mình không còn gì hết. Mà thực ra đó thì ở trong một tình trạng không ai nghĩ là cái chuyện như vậy có thể xảy ra, nhưng nó đã xảy ra. Thank you.
Thank you.